Bắt đầu một ngày mới là sự khởi đầu của những thành tựu mới. Chúng tôi tạo ra sự an toàn và tiện lợi cho nhân loại chinh phục đỉnh cao mới. Và chính sự nhận thức này đã cho chúng tôi năng lượng vô hạn. Nếu mỗi ngày trôi qua, hình ảnh tươi sáng hơn, thú vị hơn, các em học sinh tự tin đến trường với những bộ trang phục đẹp, thì công việc chúng tôi mỗi ngày thêm ý nghĩa hơn. Mỗi chúng ta đều có giá trị riêng nào đó, cái mà chúng ta muốn chia sẻ đến thế giới. Nó là một cảm giác thật tuyệt vời khi bạn nhìn thấy những gì mà... Nó là một cảm giác thật tuyệt vời khi bạn nhìn thấy những gì mình làm là tốt cho mọi người. Chính cảm xúc này đã truyền cảm hứng cho tôi về những thành tựu. Mỗi ngày tôi và đồng đội của mình vẫn đang cố gắng để chinh phục những chân trời mới, đạt được mục tiêu mới và mang đến những ý nghĩa mới cho cuộc sống. Chúng tôi cố gắng làm thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn mỗi ngày. Sư tử vàng. Lần hai. Lần hai thì đóng vai trò là cái một người nói chuyện chân tình ha. Bắt đầu một ngày mới là sự khởi đầu của những thành tựu mới. Chúng tôi tạo ra sự an toàn và tiện lợi cho nhân loại chinh phục đỉnh cao mới. Và chính sự nhận thức này đã cho chúng tôi năng lượng vô hạn. Nếu mỗi ngày trôi qua, hình ảnh tươi sáng hơn, thú vị hơn, các em học sinh tự tin đến trường với những bộ trang phục đẹp, thì công việc chúng tôi mỗi ngày thêm ý nghĩa hơn. Mỗi chúng ta đều có giá trị riêng nào đó, cái mà chúng ta muốn chia sẻ đến thế giới. Nó là một cảm giác thật tuyệt vời khi bạn nhìn thấy những gì mình làm là tốt cho mọi người. Chính cảm xúc này đã truyền cảm hứng cho tôi về những thành tựu. Mỗi ngày tôi và đồng đội của mình vẫn đang cố gắng để chinh phục những chân trời mới, đạt được mục tiêu mới và mang đến những ý tưởng mới cho cuộc sống. Chúng tôi cố gắng làm thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn mỗi ngày. Sư tử vàng. Sư tử vàng.